huyện Gia Rai hiện có tổng diện tích khai thác và nuôi trồng thủy sản là 427 hectare, trong đó diện tích nuôi trồng 47 hectare, khai thác tự nhiên 380 hectare. Các loại cá được người dân đưa vào nuôi gồm chấm cỏ, chép, mè, trôi, rô phi đơn tính, siêu hồng, chê và một số loại có giá trị kinh tế cao là cá lăng, cá bống tượng. Nhiều người dân trên địa bàn huyện cũng đang phát triển ổn định mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Tổng sản lượng thủy sản của huyện trong năm 2023 đạt 300 tấn. Để khai thác diện tích mặt nước sẵn có, huyện Gia Rai khuyến khích người dân phát triển và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản, duy trì triển khai nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi và đa dạng hóa các đối tượng, phương thức nuôi, khuyến khích phát triển mối liên kết chuỗi sản xuất, khai thác nuôi trồng và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản để mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân nuôi trồng thủy sản.